Thôi bây giờ gì nè, gài hết tất cả các nút lại cho bác nha. Gài ở dưới luôn. Gài hết tất cả lại luôn. Ở trên cái đai nhẹ thôi, không phải là đè nó nữa. Giống như giữ lại để cho nó đừng trồi lên ha. Gài nhẹ nhàng lại thôi. Còn gài tất cả các nút lại hết cho bác nha. Phải 2 tuần nữa thả áo tình hình luôn. Bỏ áo tình hình luôn nha. Ở bên em nó quẩn lên, nó đau làm sao? Thì trong 3 tháng đầu nó cái cơ mà nó bị căng lên á. Vậy là khi nào mình mới đi làm thì được? Tại vì em làm bên nông nghiệp dưỡng sinh đó, là bên chăm sóc sức khỏe. Cái tay sử dụng nhiều không? Cái tay là đẩy những cái đường kinh lạc trên cái cơ thể của người này, cũng như là hẳn nghe. Nếu mà dùng cái lực mạnh quá thì để từ từ, trên 1 tháng thì nó đã ổn định cái này. Còn làm văn phòng hay là viết đồ đó thì bình thường. Nha.